Bác, cho cháu hỏi, đây có phải là căn nhà ma nổi tiếng trên mạng không ạ? À? Đào lao mới lao không? Dạ, chắc không bác, tại vì cháu đi đúng cái địa chỉ này đó bác. Giới trẻ tụi bay bây giờ khùng hết rồi. Tao ở đây 300 năm rồi có thấy con ma nào.